Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất 8 người tử vong tại Hà Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 67 CDTTG ngày 13 tháng 7 năm 2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, sáng 13 tháng 7 năm 2024 đã xảy ra sự cố sạt lở đất vào xe khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ngay sau khi được tin báo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Đến nay, sự cố sạt lở đã làm ít nhất 8 người chết, 4 người bị thương. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở nêu trên. Đồng thời, chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Trong đó, 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, xác định các trường hợp còn mất tích nếu có để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa người bị thương, xác định danh tính người bị nạn, phối hợp với các địa phương lo hậu sự theo quy định. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, chủ động ra soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán, di dời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 3. Do Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tập trung triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân và khắc phục hậu quả sự cố sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước được giao. 4. Bộ trưởng các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý và theo chức năng quản lý nhà nước được giao. 5. Các bộ Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở theo quy định. 6. Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 102 NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. 15 công nhân thoát chết trong vụ sạt lở đất vùi lấp lán trại ở Hà Tĩnh. Trước đó, vào chiều mùng 6 tháng 5, trận mưa lớn xảy ra tại khu vực phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc này, có 18 công nhân đang thi công móng cột số 28 dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quảng Bình – Quỳnh Lưu – Nghệ An vào trú mưa trong lán trại dựng tạm bên công trình ở tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên. Mưa quá lớn làm sạt lở đất, đá vùi lấp lán trại nêu trên. Trong số 18 công nhân, có 11 người kịp chạy thoát ra ngoài, nhiều người bị đất đá vùi lấp trong mưa. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các công nhân cùng các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa được 4 người bị thương ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Liên cho biết đã tìm thấy thi thể 3 công nhân thiệt mạng trong vụ việc. Được biết, công trình trên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thi công. Sau đó, các công nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Cấp cứu Đa khoa, thị xã Kỳ Anh. Ngay trong chiều 6 tháng 5, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ công nhân.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thăm hỏi động viên 4 công nhân bị thương đang được cấp cứu điều trị tại nơi đây. Sạt lở đất ở Bắc Cạn, 4 người trong gia đình tử vong, 1 người bị thương. Một vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng 18 tháng 6 tại thôn Khủi Úng, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nạm đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong, 1 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân bao gồm Nông Căn Chạ sinh năm 1984 và vợ là Hoàng Thị Thía sinh năm 1981, Ngô Thị Mây, con dâu, sinh năm 2006 và một cháu bé con chị Mây mới 1 tháng tuổi. Bà Lý Thị Tuyết, Chủ tịch xã Nghiên Loan cho biết, trong đợt mưa dài lần này, địa phương đã lập danh sách các điểm nguy cơ sạt lở cao, tuy nhiên vị trí của gia đình ông Chạ không nằm trong danh sách này. Đến tối 17 tháng 6, khoảng 11 giờ đêm trời mưa to, rồi sáng 18 tháng 6 xảy ra vụ sạt lở tại nhà ông Chạ. Gia đình ông Nông Căn Chạ là người dân tộc Hờ Mông thuộc diện hộ nghèo, gia đình có 7 người thì con trai thứ 2 đi làm thuê ở Thái Nguyên, người con khác đang ôn thi trung học phổ thông ở huyện Bắc Nậm và cô con gái bị thương. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị và lực lượng cứu hộ khẩn trương đến tìm kiếm nạn nhân, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, kịp thời thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ sáng 18 tháng 6, lực lượng chức năng đưa được thi thể nạn nhân đầu tiên ra khỏi đống đổ nát. Đến khoảng 5 giờ, thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy. Đến 6 giờ hơn, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và người thân để mai táng. Theo ghi nhận vào sáng 13 tháng 5 tại thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, nơi xảy ra sự việc sập tường nhà làm 3 trẻ nhỏ tử vong. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc đau lòng này. Dù đã nỗ lực cứu nạn, nhưng 3 trẻ nhỏ vẫn không qua khỏi sau khi tường nhà đổ sập. Hiện trường là những đồ vật, tường gạch, đất nằm ngổn ngang dưới nền. Ngôi nhà có bờ tường sập được xây dựng theo kết cấu dạng nhà ống, lợp mái tôn đơn sơ. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân sống xung quanh khu vực bị sạt lở tri hô nhau cứu người. Người dân vội vàng dùng tay không đào đất tìm kiếm các cháu bé. Sự việc sạt lở đất tại khu vui chơi trẻ em làm 3 trẻ tử vong khiến người dân tại thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn chưa khỏi bàng hoàng xót xa. Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, bà Đoàn Thị Hương, nhà ở đối diện với hiện trường cho biết, khoảng 22 giờ đêm qua khi bà vừa dạy học cho cháu xong thì cơn mưa lớn. Lúc này, người phụ nữ hàng xóm chạy sang báo, chị ơi sang cứu nhà em với. Tôi vội cùng chồng chạy sang xem thì thấy có một số cháu khóc. Nhìn vào bên trong thì thấy một phần bức tường đã sập. Tôi thấy chú Việt, chủ nhà đang bới lớp đất, vừa bới vừa khóc, cứu con em với, con em bị vùi trong này rồi. Bên cạnh đó tôi thấy một cháu bị khối gạch lớn đè lên chân, bố mẹ của cháu đang cố gắng nhấc khối gạch đó. Lúc đó tôi cũng cùng hợp sức để cứu cháu bé, nhưng không thể. Tôi liền nhờ hàng xóm gọi cho trưởng thôn và công an cứu hộ tới, bà Hương chia sẻ. Trong lúc chờ đợi lực lượng chức năng, bà Hương chạy đi gọi cho người dân xung quanh cầm cuốc xẻng để đào bới cứu các cháu. Dù đã nỗ lực, ba cháu bé vẫn không qua khỏi. Ông Bùi Văn Tiến ở thôn 6 xã Ba Trại, huyện Ba Vì cho biết, nhà ông đối diện với khu vui chơi của gia đình anh TVV. Khoảng hơn 22 giờ ngày 12 tháng 5, ngoài trời mưa rất to. Khi đó gia đình ông đã đóng cửa đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của hàng xóm. Ông chạy ra thấy khu vui chơi bị sạt lở. Mọi người bảo có các cháu bé ở trong nên lập tức lao vào cứu hộ. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng mang theo gì mà cứ hai tay đào bới đất. Sau chừng 30 phút tôi đưa thi thể hai cháu bé ra ngoài, trong đó có thi thể một bé đang còn ấm, thương quá. Ông Tiến chia sẻ. Cũng theo người dân nơi đây, thời điểm xảy ra sự việc có khoảng 8 đến 10 trẻ nhỏ đang ở hiện trường. Do mưa lớn nên các phụ huynh không thể đưa con em mình về nhà nên đành trú tạm lại. Đây là nơi kinh doanh vui chơi cho trẻ với các trò chơi như tô tượng, cầu trượt, nhà bóng. Hoạt động kinh doanh này đã được khoảng một năm nay. Chỗ sạt lở dẫn đến sập tường trước kia là một bờ ao ở dưới người ta xây dựng. Theo tôi nghĩ móng của nó không chắc chắn lắm. Như mọi năm, nước hay ngấm vào nhà nên chủ nhà đã phải xử lý khắc phục. Nhưng có thể tối qua do trời mưa to quá nên đã xảy ra chuyện không may như vậy. Ngày bình thường những hộ dân cho con tới đây để chơi các trò chơi, con tôi cũng vậy, ngày nào cũng bên đó. Nhưng hôm qua may mắn cháu đi đá bóng với bố đến 21 giờ mới về nên không sang. Chị Hương chia sẻ thêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!